chấp thay cơ hội vào 1-0 dành cho cầu thủ Chí Đồng. Và đó là Duy Khánh, chủ nhân của chiếc giày vàng vừa vào lưới U19 trên Cup Money Football, đã lên tiếng để giúp cho cầu thủ FC Chí Đồng có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Đội bóng ngoài vai chỉ thay đổi đúng duy nhất một vị trí thôi. Rất nguy hiểm, 2-0. Đó là một pha bóng dứt điểm không thực sự là quá khó của Kỳ Gia Sùa. Có vẻ như pha bắt bóng của Đình Khang thật sự là chưa có độ chắc chắn. Lực sút là quá nhẹ và trái bóng đi vào giữa khung thành. Kỳ Gia Sùa vẫn có được bàn thắng thứ hai dành cho các thủ Thủy Lôi. 2-0 dành cho Thủy Lôi. Và đó là tình dứt điểm ở chân phải, một cái chân không thuận của Kỳ Gia Sùa. Sẽ có một tiếng phản công rất kinh nghiệm, Mạnh Đồng chân cháy. Rồi, bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 của Đức Đình. Một pha xử lý cực kỳ tinh tế của đội trưởng Mạnh Đồng. Và đó là một pha bóng mà Thủy Lôi đã thực hiện một tình huống phản công nhanh. Và đội trưởng Mạnh Đồng đã cắt bóng thành công cho một tình huống bắt bày. Và pha xử lý không còn gì mềm mại hơn nữa rồi. Một tình huống ra và sút vượt bóng và sau đó kiến tạo một đường chuyền dành cho Đức Lâm. Có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Và trong trận thi đấu khi gặp ca thủ Đông Phù thì Quý Trang cũng đã có một bàn thắng tốt đẹp. Rất nguy hiểm, đã có bàn thắng thứ hai, lại là Nghiêm Vạn. Cú đúp dành cho Nghiêm Vạn. Pha bóng thay đổi trạng thái và Văn Tường rất nhanh đến từ đội bóng Quan Độ đã khiến cho đội bóng Hoàng Nguyên đã bị cuốn vào lối chơi. Họ đã không thể phòng ngự tốt trong trận bóng vừa rồi. 2-0 dành cho các thủ Quan Độ. Và đó là một tình huống lựa chọn vị trí cột hai và Điềm Vạn. Nghiêm Quang, pha xử lý rất khéo của Nghiêm Quang, quá đẳng cấp. Một tình huống xử lý không khác gì các siêu tiền đạo của HBL. Và đó là Nghiêm Quang. Đã không ghi bàn thì thôi, nhưng ghi bàn là phải ghi bàn theo một cách khác biệt. 3-0 dành cho cao thủ Quan Độ. Rõ ràng đây là một trong những pha ghi bàn mà Nghiêm Quang đã chứng tỏ rằng mình là một trong những tiền đạo của LOC chạy tại sân chơi HBL. Còn hai pha giả vào sút và đã loại bỏ tới quả đá phạt góc cũng dành cho các thủ Thương Thiên. Cơ hội đối mặt vào một cú bắt volley rất đẹp mắt của Mạnh Đồng và đã đem về bàn thắng thứ 6 dành cho thủ Thương Thiên. Cú bắt volley là cực kỳ uy tín tới từ vị trí của số 10 bên phía các thủ Thương Thiên. Mạnh Đồng, Mấn Đồng đã đem về bàn thắng thứ 6 dành cho đội bóng Thuận Tiền. Bá Phương hết được Bình Hằng. Cơ một pha khống chế bóng cực kỳ tinh tế của Mấn Đồng đã đem về bàn thắng thứ 8 dành cho các cầu thủ Thuận Tiền. Và đó là cú hat-trick của Văn Đồng ở trong ngày thi đấu hôm nay. Một siêu phẩm với tình huống khống chế bóng cực kỳ tinh tế và gọn gàng. Và sau đó là một pha dứt điểm chính xác để đem về bàn thắng thứ 9. Tình huống đá biên dài cho Đông Yên. Đái Đông cầu vào. Cuối cùng thì cũng đã có bàn thắng dài cho cầu thủ Đông Yên. Và người đem về bàn thắng đó là số 7. Bá Quang là người đã đem về bàn thắng thứ 3 dành cho Đồng Yên. Một cú đá bồi rất nhanh của Bá Phương đã giúp cho Đồng Yên có được bàn thắng thứ 3. Đó là một trận đấu mà những hạt mưa đã ảnh hưởng đến những phút cuối. Rất nguy hiểm và như vậy là bàn thắng mở tỷ số đến với Mất Xã. Pha đá phạt đẳng cấp đến từ cái tên Tiến Mỹ. Một pha bóng mà chắc chắn rồi, chúng ta phải đặt những dấu hỏi về hàng rào của đội bóng Mai Động. Hàng rào của đội bóng áo đỏ đã không làm việc tốt ở trong tình huống đá phạt vừa rồi. Tiến Mi
Một pha bóng mà chắc chắn rồi Đình Hưng sẽ không muốn làm lại lần thứ hai. Rất nguy hiểm và bàn thắng nâng tỷ số 2-1. Một cú đá quá đẳng cấp đến từ Tiến My. Một pha bóng thực sự đơn giản. Một pha bóng mà ba cầu thủ bên phía Mất Xá đã có những sự kết nối tốt dành cho nhau. Rõ ràng thì đó không phải là một tình huống mà chúng ta có thể chê trách hàng phòng ngự bên phía Mai Động. Họ đã chủ động quay giáp rồi. Nhưng thực sự đó là một cú đá quá hay đến từ cái tên đấy đâu. Được không? Thủ trẻ của bên phía Kim Thượng. Ba đánh một. Ba. Một sự tự tin tới từ Bùi Thắng. Và đó cũng là cú đúp của Bùi Thắng ở trong trận đấu này. Một pha dứt điểm treo góc cực kỳ hiểm hóc và đem về bàn thắng thứ hai dành cho Kim Thượng. Vừa rồi thì Đức Cầm giúp cho Minh Tú mạnh mẽ hơn rất nhiều trong những năm tiếp theo của bóng đá Yên Lãng. Mạnh Quân coi cuối cùng thì đã có bàn thắng được ghi dành cho Cao Thủ Hương Mạc. Một pha bóng và hai trung vệ bên phía đội bóng Yên Lãng đã không thể tranh chấp được với sự thể hình, sự tươi đè và sự cản nước đến từ Mạnh Quân. 1-0 dành cho Cao Thủ Hương Mạc. Lần này thì Thành Nam Cây Bà đã phải bó tay